Chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người Củ Chi Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là ba con cái xin Mẫu bom bay à, Mẫu bom bay mẫu đẹp nha các bạn Đây Con đầu tiên nè các bạn Con này cao mấy lẻ 5 bò nè các bạn à, Vàng rúng nè các bạn không Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn Lưng đôi nha các bạn Mẫu bom bay lưng đôi các bạn chân móng sò nè các bạn thấy không đỏ eo không lăn giá ba con cái xin này một mẫu một các bạn đây Đó. quay sơ cho anh em thấy luôn các bạn một mẫu ơi các bạn vàng rúng yếm rồi nghiêm chỉnh các bạn lưng đôi gu bạc các bạn lưng đôi gu bạc rúng yếm nghiêm chỉnh gu bạc lưng đôi Đó. chân móng thì hoàn thiện các bạn chân móng thì hoàn thiện À, giá bằng cái xin này thì chủ báo giá là 59 triệu các bạn 59 triệu còn thứ hai này các bạn thấy không còn thứ hai đó gù bật lưng thẳng sái tích nghiêm chỉnh đỏ ao mẫu bông bay không lan giá các bạn bò này sau này lên mẫu đẹp không nha các bạn đó, à, lên mẫu đẹp còn thứ ba này các bạn thấy không rúng nghiêm nghiêm chỉnh nè gù bật nè các bạn thấy không kiếm nè yếm dày cuối luôn nha các bạn dày cuối nha rúng rúng dài nha các bạn chân móng sò này kiện khú luôn các bạn gu bạc nè sái tích nghiêm chỉnh đấy các bạn con này cao một m lẻ ba bò nè các bạn cao một m lẻ ba bò đo ngay xé lưng đó. chân móng được hoàn thiện này các bạn đó. con này còn thứ ba cao một m lẻ ba bò ba con cái xin mẫu Bombay chủ báo giá là 59 triệu các bạn con này sái mặt sái lưng đồ là nghiêm chỉnh đó các bạn thấy không lưng khẳng gu bạc sái tích nghiêm chỉnh mẫu Bombay À, bò này là mẫu đẹp không nha các bạn ba con này là một một mẫu các bạn đều là mẫu bom bay hết mẫu đẹp đỏ ao không lan giá các bạn đây chân móng được hoàn thiện đều là móng sò các bạn không lan giá cao một mét lẻ ba bò con này cao mét lẻ ba bò này các bạn sai tích đồ nghiêm chỉnh hết chân móng được hoàn thiện các bạn Nhưng vàng rúng nè bạn không yếm nè không lan nha các bạn không lan giá nha lưng thẳng nè gu bật nè không lan giá cao mấy lẻ ba bò Đó. Ờ. yếm các bạn không về cui à, lúc lắc luôn các bạn không rúng nè rúng dài sọc các bạn lưng lưng hẳn băng gu gu bật các bạn gu gu bật ờ, giá ba con cái xin mẫu bài này chủ báo giá là 59 triệu các bạn 59 triệu anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình các bạn Đu dài nè các bạn không chân móng sò nè kiền khú luôn đuôi dài qua đen luôn các bạn đỏ ao các bạn ơi một mẫu một đây con thứ hai nè các bạn thấy không con thứ hai nè lưng đôi rúng yếm nghiêm chỉnh rúng giày cô rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn yếm dày cui đó rúng nè lưng thẳng gu bật nè chân móng là hoàn thiện các bạn đó mẫu bombay con này cao một lẻ sáu bò các bạn con này cao 1,06 bò Con thứ hai các bạn Cao 1,06 bò Lưng thẳng băng Khu bật Yếm dày Cực kỳ luôn các bạn không Mẫu bombay Mẫu đẹp nha các bạn Sái tích nghiêm chỉnh Xe mặt Xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn Xe mặt nè Xe lưng đồ nghiêm chỉnh đó các bạn Lưng thẳng nè Đuôi dài nè Đó Lưng thẳng đuôi dài Đó Hòa đen các bạn Đây Con này cao 1,05 nè các bạn Cao 1,05 Đo ngay xe lưng Đó cày đu trà bá luôn các bạn không ba con này con nào cày đu cũng lớn các bạn cày đu trà bá luôn rúng yếm nghiêm chỉnh lưng thẳng, gu bạc nè chân móng hoàn thiện cao một mét lẻ năm bò ba con cái xin này thì chủ báo giá 59 triệu các bạn con này lưng thẳng nè yếm dày nè Đó, rúng nè một mẫu rúng luôn các bạn cực kỳ không mẫu Bombay bay các bạn mẫu này nó mát sữa nuôi sau này nó mát sữa cực kỳ luôn các bạn ba cái xin này một kiểu một các bạn đều là mẫu Bombay bay hết đó qua đen nè vú nữa các bạn không cái dạ vú cực kỳ các bạn cậy đu trà bá luôn các bạn sẽ lưng sẽ mặc đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn sẽ lưng sẽ mặc đồ là nghiêm chỉnh hết đây sẽ lưng sẽ mặc đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn đó, cao mấy lẻ năm bò con đầu tiên nè các bạn cao mấy lẻ năm bò chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn chân móng đồ hoàn thiện hết đây con thứ nhì cao mấy lẻ sáu bò chân móng hoàn thiện rúng yếm nghiêm chỉnh Xái tích chính sái hết các bạn Sai tích chính xác hết mẫu bom bay. Đó. Con này cao mê lê 6 bò, chân nè, lớn xương các bạn, rúng đó, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đây, yếm dày cực kỳ luôn các bạn. Cao lê 6 bò. Đó. Hòa đen cây đu trà bá nè các bạn, hoa đen cây đu trà bá. Vú luôn các bạn không? Quay cận cảnh anh em thấy cái dạ vú đó các bạn. Mẫu bom bay sau này nó mắc sữa cực kỳ lắm các bạn, sau này nó mắc sữa cực kỳ lắm. Con này cao mấy lẻ 6 bò Đây. Còn con này cao mấy lẻ 3 bò các bạn à, Con thứ ba cao mấy lẻ 3 bò Rúng dài yếm dày nè Gu bật nè Chân móng là hoàn thiện nè Không lan giá nè các bạn ba con cái xin một bom bay Chủ báo giá 59 triệu các bạn 59 triệu Đó à, tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn Không lan giá Giá 59 triệu các bạn Giá 59 triệu đó anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá lại bằng cái xin mẫu Bombay. Chủ báo giá là 59 triệu các bạn, 59 triệu. Đó. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.